Cuộc đời luôn có những kẻ dở hơi, chạy xe vài trăm cây số chỉ để tìm chỗ ngồi để gặp bánh mì thôi. Vài trăm cây số chỉ để kiếm chỗ ngồi gặp bánh mì như này. La vie est belle, hein? Magnifique. 200 ou un peu plus kilomètres. 150. 150 km, c'est pour chercher un endroit, faire un petit Pour manger un sandwich. pique-nique. Cet appareil, c'est bien, même ce contre-jour. Trăm năm mươi cây số chỉ để kiếm chỗ gặm bánh mì.